To me, Endeavor is a dynamic group of like-minded individuals coming together full of spirit and passion to share our experience and knowledge set with young and vibrant founders of fast-growing companies. My experience with Endeavor since I first got involved is to be surprised time and time again how much the people in this organization have personal commitments in life and personal values that are so similar to my own. It is rare in life to find yourself surrounded by a big group of leaders who all have the same shared commitment to doing business the right way, growing businesses quickly, but also sustainably, and generously sharing our own experiences with others who are earlier on their own life journey. Trước khi tôi tham gia Endeavor ở Việt Nam thì tôi đã nghe đến cái network này ở thế giới. Và cái quá trình tham gia vào Endeavor thì các bạn Endeavor Việt Nam đã hết sức nhiệt tình giúp đỡ, đặc biệt là Lan Anh là Country Head của Endeavor Việt Nam. Khi mà tôi vào network thì có mấy trải nghiệm rất là đặc biệt. Thứ nhất là cái network và cái độ sâu về chuyên môn của Endeavor rất cao. Mình được nói chuyện với cả những người lãnh đạo của cái quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. Họ cho mình cái tầm nhìn chiến lược không chỉ ở cấp quốc gia mà còn ở cấp khu vực và toàn cầu nữa. Ngoài ra thì một trải nghiệm rất thú vị, tức là mình được kết nối với nhiều thế hệ các doanh nhân Việt Nam, từ cái thế hệ đầu tiên sau đổi mới là bây giờ đã trở thành các mentor và các nhà tài trợ của Endeavor, cho nên các bạn trẻ hơn tôi khá nhiều, các bạn dưới 30 tuổi nhưng mà rất là thành công. Thứ ba nữa là cái môi trường của Endeavor rất là thân thiết và mọi người có thể sẵn lòng chia sẻ những cái bí mật, những cái khó khăn, những cái thách thức mà ở môi trường khác thì rất khó để chia sẻ. Chính vì thế mà chúng tôi học được từ nhau và từ các advisor của Endeavor rất nhiều. Tôi hy vọng rằng là Endeavor sẽ tiếp tục phát triển và trở thành một cái điểm đến cho các bạn trẻ và doanh nhân mà đang trên con đường phát triển. Tôi cũng hy vọng là một ngày nào đó sẽ được đóng góp trở lại cho Endeavor với tư cách là một mentor của Endeavor. Gặp được rất nhiều người thú vị và xuất chúng, đặc biệt là những người đã từng been there, done that. Quan trọng hơn là mọi người coi nhau giống như anh chị em trong gia đình, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, thậm chí là giúp đỡ vô điều kiện nếu mà mình gặp thách thức hay bất kỳ khó khăn nào trong công việc, thậm chí là trong cuộc sống. Mentorship là một trải nghiệm rất là đáng quý đối với mình trong chương trình Endeavor. Mình được gặp những anh chị mà mình cảm nhận được là họ đem hết tâm huyết 30-40 năm kinh nghiệm để truyền thụ lại cho những giới trẻ giống như mình. Đó là cách mình nghĩ là cách nhanh nhất để cho chúng ta có thể phát triển được. Kinh nghiệm đáng nhớ nhất Endeavor đó là lần đầu tiên khi mình thi dự ISP thì rất nhiều áp lực. Trong đấy có một áp lực vô cùng to lớn, đó là ISP là EE đầu tiên của Việt Nam mà đi ra ngoài thi ISP ở trên thế giới. Sân vận động Endeavor luôn là một địa điểm mình mong muốn được đến. Nhưng mà khi mà được đặt chân đến rồi thì chắc là vì áp lực là Endeavor đầu tiên của Việt Nam nên mình quên mất mình tận hưởng được cái vẻ đẹp của sân vận động. Cách nhanh nhất để phát triển theo mình là được học từ những người anh chị đi trước, và Endeavor thật sự cung cấp những cơ hội vô cùng quý giá để mình được gặp những người trong nghề, những người có 30-40 năm kinh nghiệm, có những người sẵn sàng giúp đỡ mình một cách vô điều kiện, những người sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại bất kỳ một cái gì. Và cùng với nhau tụi mình hy vọng tụi mình xây dựng được một cái network, một cái mạng lưới những con người thành công nhiều hơn nữa ở Việt Nam.